cô muốn sau này con tụi con lo cho anh Vũ, ví dụ như về lo cho anh Vũ với bà già, tại thấy tội nghiệp không? Con muốn sau này giúp giúp đỡ cho anh ăn sống cuộc đời cho thoải mái, nào giờ anh khổ ví dụ vậy đó. Có nghĩa là giờ bây giờ cô muốn là nếu mà chú Vũ mà được về được hả? Con rồi á, thì cô muốn cộng đồng mạng cũng như là cô chú mạnh thường quân giúp đỡ cho ông cái lợp cho ông cái nhà ở sao, dợp cho ông cái nhà sao, rồi cho ông sống cuộc đời để khổ tội nghiệp, cũng như kiểu ăn uống đầy đủ, ăn uống thôi chứ không cần gì nhiều, cũng như lo cho ông với bà cô Chính đó. Cô Chính nói chung gái cũng lo cho ảo cổ với mấy cô lo chứ lắm. Nhưng mà kiểu như lo cho ông mà điều kiểu như cái hoàn cảnh của chú Vũ là khổ lắm, khổ lắm, sống tội nghiệp lắm, thì ổng đi mặn rồi đó. Tại vì bây giờ là tụi con không có vô được nhà cho nên tụi con không vô được đâu. Khảo sát được cái nhà của chú Vũ là khổ như thế nào. Ở sao giá dách lũng lũng thế này cũng như vậy, ông cũng nên mặn về ông lợp đó. Thì về sự việc này nè, thiếu gì người lên nói bệnh lên, thấy còn sớm em của ổng họ nói nhiều lắm. Là ai cũng đứng ba bên được. Nói như hết đây ai cũng bình, cũng hiền. Hôm nay cũng nổi hiền dữ lắm. Lúc trước ở nhà chú Vũ á, thì có địa phương hay là có ai hỗ trợ gì? Rồi biện vợ đây ai cũng nghèo chết, hỗ trợ gì ai cũng nghèo trơn, cũng như chòm xóm. Ai cũng nghèo, ai cũng đâu có tiền đâu hỗ trợ. Ví dụ cô nói mà ăn được thì đâu, ví dụ có hỗ sự gì người ta mới giúp đỡ. Còn ví dụ như kiểu mà đâu có gì người ta đâu có ấy dùm, thí dụ vậy đó. Tại nhờ sao nhờ cộng đồng giúp đỡ cho ảnh đi, ảnh về giúp đỡ cho ảnh vậy thôi. Thấy cái cô bác hồi nãy ở đây á, người giống như mà người bán rau với người bán thịt á, thì nói chung á khi mà anh Vũ đi ra thì lâu lâu cũng có cho đồ rồi đó, cái nhỏ đó ưa cho nhỏ thịt heo. Hiện giờ ý cô muốn sau này ví dụ mà về cộng đồng mạng, ví dụ cho tê tiền ảnh về lập nhà lập cửa lại cho chú Chính rồi vậy. Nói chung gái thì cũng lo, nhưng mà nghèo ở đây nghèo đâu có ai có tiền đâu nhiều, ví dụ vậy đó. Xã ấy rồi, ví dụ người nào ấy chứ đâu có lo tiền bạc ở đây quê mà đâu có ấy đâu trai. Bà đi kiếm mấy bay quay đi, quay mấy bà kia đi. Nè em không gạt mấy nó nhỏ hay lắm. Dạ. Nó cháu tôi vậy, nó hay lắm, nó hay lắm. Vậy thì theo cô nghĩ là chắc chắn là anh Vũ là sẽ không có mà giống như bị quan, là chắc chắn là sẽ về. Quan, ai cũng bị quan, dạ. Ai cũng... Mà đây giờ nếu mà ha, mà làm đơn ha, mà ký tên hết trơn, ta nào mấy người sớm trên ở lúc ở trên, nếu mà bây giờ ha, không mà ấy người ta bởi tình ta đi luôn á, dạ. Đi rảnh hết trơn luôn. Vậy con thấy là cái đơn của tất cả bà con ở cái chợ này mình đã ghi như là đã in xong xuôi hết rồi. Bây giờ là chỉ có ký tên như ký tên ta ký hết ở Cẩm Sơn, họ nói giờ đi không đi nữa. Ở xa người ta vẫn ký luôn hả con? Ừ, ký luôn, ở trên Cẩm Sơn. Dạ, dạ. Nói chung ai cũng thương, ông nó hoàng ai cũng lên đó, con thấy. Rồi con quay lại thu cà là quay cho nó đi. Tôi là giờ miễn sao cộng đồng sao về lo cho anh Vũ tôi thôi. Lo cho ảnh này, ảnh khổ sở giờ về giúp đỡ cho ảnh cái nhà cái cửa thôi, chứ đừng không có gì hết trơn. Còn chị gia đình ảnh không biết. Lo cho cô Chính con gái cô cũng thương cổ cũng lo dữ lắm. Nhưng mà muốn cho thêm chút nữa cho cổ lo tuổi già 90 tuổi rồi. Chạy đi leo nên lại thu cà. Lại thôi muốn là lo cho anh Vũ tội nghiệp, ảnh cuộc đời anh khổ vậy đó, là sao này lo cho ví dụ về cộng đồng mạng như kiểu là giúp đỡ cho ảnh sống cuộc đời cho nó thoải mái, không phải giàu có gì tiền nhiều, nhưng mà chút vậy đó thôi, ý con muốn vậy đó. Nhưng mà trước mắt thì ảnh vẫn còn ngồi trong kia, còn thì... ngồi kia đâu có được, bây giờ phải đợi người ta trong đó có nhà nước lo, cũng như kiểu bên cái nơi ấy bên công an người ta lo. Không có muốn chịu bạch mặt hay cái gì hết, chị không biết vậy đó. Thì chị thấy, chị thấy anh Vũ thì nào anh hiền lắm, hồi rồi nhỏ lớn ở đây đó, chị với ảnh cơ ở chung ấp mà, tại giờ chị ở có chồng, chị ở riêng xa ấp thì thôi, chứ thì ảnh hiền từ nào gia đình ảnh này hiền lắm, người nào cũng hiền cơ ạ. Em như chị chia sẻ là chị thấy thì ở đây nè, chị Vũ ra vậy rồi. Còn thì cho rồi này nọ thì vậy đó, lên ảnh ổng hay lên giấc trưa, ổng đi lên này nè, lên ổng với cô hai đó thân, bị hồi đó cho anh Vũ anh phụ mầm với cô hai đó thì thân lắm, rồi cái ảnh lên vậy đó, rồi ngồi nhìn khi á, vợ con ảnh gì ảnh lên hay tâm sự với cô hai bệnh á, rồi cái nhìn khi nói anh Vũ anh nhậu không em cho anh này nè, anh nói cho anh đi thì tấm cho anh đi vậy đó. Khi mà xảy ra cái vụ việc như vậy thì cô có cảm nhận như thế nào không? Thì chị cũng không ngờ, chị nói ủa sao kỳ anh Vũ, anh hiền, anh từ nào cũng đâu có bậy bạ mà kỳ vậy ta. Chị nói là quỷ nha anh, người khuya vô bình luận gì nào, khuya vô nghe nói cái gáp nó trời ơi cái này không lẽ quỷ ma gì nhập ảnh hay sao kỳ. Cái từ chiều tới trưa trưa thì nghe trả lời là vậy, nghe con rồi khai vậy. Thì mấy qua bữa sau thì nói chắc ảnh không có, nói vậy thì chị nghe vậy chứ chị cũng không biết. Thì bữa về thực tập cũng nghe nói thực tập rồi vậy, chứ chị ghi mắt như vậy chị đâu có đi coi gì không nghe. Thì vậy rồi mấy rạy cứ ngày nào cũng về cũng bắt theo, cứ bắt lên điện thoại coi mấy em quay vậy thôi.
thực tập là sao chị? Thì nói nghe thực tập với chị không thấy. À, đâu trong trọng thì nghe nói sáng thì lên nghe nói vậy thôi. Nói buổi chiều rồi đó. Từ lúc mà tụi em đăng clip chú Vũ á, thì cũng có rất nhiều cô chú anh chị ở xa cũng như là Việt Kiều á, chị cũng muốn biết tình hình của chú Vũ bây giờ như thế nào, có còn giúp đỡ gì không, thì chị có biết thông tin về chú Vũ ở trong đó như thế nào thì chị có thể chia sẻ cho chị em. Không, chị không biết cái đó, chị nói thiệt, như ổng lên chợ về chị biết, trong gia đình thì chị không biết, vì chị đâu có ở xa chị đâu có biết. Như ảnh lên thì gặp mừng, anh em mừng vậy thôi. Như giờ có mảnh nào có vợ chồng đi xa lâu lâu mới gặp vậy, lên đây lâu lâu ảnh lên thì gặp vậy thôi. Chứ ở gần trong gia đình thì mình không biết. Như cô hai của gần, còn chị ở xa thì không gần. Thì biết ảnh thì ảnh hiền vậy thôi. Em đăng lúc lên thì cũng khi mình đứng ngoài á, mà cô chú anh chị quan tâm rất là nhiều luôn. Điện về hỏi thăm là tình hình của chú hiện tại ở trong trong chỗ công an á thì như thế nào, có cần những cái gì không để cho chị người ta giúp đỡ, nhưng mà giờ tụi em cũng khai thác nhưng mà không biết như thế nào, không có biết được. Dạ. Dạ. Em cũng chị cũng không biết nên về cũng bận rộn công chuyện con cháu rồi vậy về khi quẩn hay nằm bắt cái máy lên coi vậy thôi, chứ chị không có làm mấy. Kia đi chợ thì vô lên nghe nói xôn xao vậy thôi chứ tôi không biết. Khi mà nghe thông tin anh Vũ như vậy á thì ai cũng rất là bất ngờ. Rồi. Người gần như trong xóm, trong cái khu chợ ở đây ai cũng muốn là nói lên một cái tiếng nói nào đó để có thể sự việc đưa ra đúng như những gì mà thì hổm gầy tụi em xuống quay thì tròm xóm bà con ở đây địa phương đây thì em cũng biết hay chứ gì. Dạ. Hỏi chị nói thì ai cũng thấy sao nói vậy, thì thấy anh Vũ anh hiền ảnh đàng hoàng từ nào giờ, thì ảnh có cái tật nhậu thôi đó, vậy thôi chứ ảnh không có cái thấy không, anh không có gì á, nhậu vô nói chuyện rất đàng hoàng. Nhiều khi anh lên đây thì anh cũng xỉnh rồi đó, sần sáng á, sáng trưa trưa dịnh lên này thấy cũng xỉnh rồi đó, xỉnh này hay ngồi nói chuyện với cô hai á, cái lên cái như gan rồi còn vậy đó. Tôi hỏi anh Vũ anh ăn này không, cho nó cho anh đi lo túm cho anh đi, thì túm cho anh đi xách đi. Anh Vũ đi trên đoạn đường có hay, chị có hay thấy là anh đi với cô nào hay là không, hay không mình không? Không không, trưa trưa ổng lên vậy đó, ổng lên ổng ngồi hay ngồi cô hai á cái dạ. Đó thì vậy đó, chứ chị không biết vậy đó. Cái gì nhiều khi còn này kia thì nói chuyện anh em nói chuyện là vậy nè, thì nhiều khi có gì thì anh tao hay than anh nói cái tâm sự cô hai bệnh á, chứ chị đây thì anh không có nói gì đâu. Thì ở đây chú Vũ á có mất lòng làng xóm hay ai chị không làm, chắc không biết, không có, bị chị ít ở đây em, sáng chị bán chị về. Ừ. Chị bán chị về rồi anh nào mấy cô nữa gần nó ra em quay mấy bà đó đi, có đó chị nói thiệt, chị ở xa đó thì ngoài từ nhỏ tới lớn thì sống hòa đồng, chỉ là có nhỏ thôi không chị cô biết rồi. Thì bữa nay thì tụi con thì hôm qua là tụi cũng đã đi vô trong cái khu xóm của chú Vũ cho anh Vũ cho á, thì cũng có rất nhiều bà con là cũng thương yêu với quý mến ảnh. Thì bữa nay là bà con cô bác chồng nó muốn tụi con ra ngoài cái khu chợ ở đây thì để mọi người có thể gửi những cái lời yêu thương dành cho anh, và mong có giống như mà một cái thời gian sắp tới thì cơ quan điều tra có thể mà có một cái hướng nào đó nó có thể đem lại cái gì đó cho anh Vũ. Dạ. Cũng như sống và hòa đồng là hiền, nào giờ không mất lòng thì cô biết rồi. Cảm ơn. Phong Nguyễn xin kính chào toàn thể quý cô bác anh chị kính mến. Hiện tại thì Phong đang ở cái khu chợ ở dưới ngay mỏ cò Cà Nam Bến Tre của bác chị ạ. À. Bữa nay thì Phong xuống khu chợ ở đây thì hỏi tất cả những cái ý kiến của những người bà con cô bác, mà lúc mà anh Vũ còn ở đây á thì ảnh cũng có hay đi lại cái khu chợ ở đây. Thì anh chào chị nha. Thì bữa nay á thì em đi hết cái khu chợ mình ở đây luôn. Thì em hỏi tất cả những cô bác thì theo cái hướng suy nghĩ của cô bác á thì anh Vũ là một cái người như thế nào á chị? Thấy ổng đi chợ biết ổng thấy cũng được rồi, chứ đâu có đâu biết ổng sao, nhà tại đâu có qua gần nhà ổng. Thấy ổng đi chợ cũng được, ổng cũng tốt, ổng không có chọc ghẹo ai, không phá. Khi mà cái vụ việc xảy ra như vậy á thì chị có cảm thấy bất ngờ không? Nghe vậy thì bất ngờ thôi chứ không biết.
Dạ, bất ngờ. Dạ. Thôi thì em cảm ơn chị nha. Tiếp tục thì mấy tụi em sẽ đi hỏi những cô bác gần ở đây nữa. Dạ. Đây thì Phong sẽ đi hỏi tất cả những ý kiến của những bà con ở khu chợ ở đây. Dạ, con chào cô nha. Dạ, cô có biết chú Vũ không cô? Không biết, ở lúc ngoài kia lận. Dạ. Ở ngoài... Cô có xem và có biết tin tức về một cái chú Vũ mà ở với đứa con gái ruột không cô? Vì ở nhà bị bà già quá và không có đi đâu nghe. Dạ, dạ. Cảm ơn bà. Bị bà già quá thì. Dạ. Cảm ơn bà, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. À đây thì Phong sẽ đi qua bên đây để chia sẻ những cái đoạn hình ảnh cho cô bác anh chị. Thấy khu chợ này thật sự là nó cũng rất là lớn. Thì Phong thì cũng muốn là lấy tất cả những cái thông tin thì của cô bác ở đây, là mỗi cô bác là có thể nói lên một cái tiếng nói nho nhỏ nào đó thôi. À, con chào cô nha. Thì cô cho con xin phép hỏi là cô có biết là chú Vũ không? Từ trong ngày đăng ra tôi không biết con. Con hỏi bà này rõ ràng nè, bà chú này bà hay lắm nè. Dạ. Ủa bà chú ở đâu vậy? Ở bà ấy, bà chạy kia ra, cái chị đó là chính xác. Dạ. Ủa sao hôm qua bà biết không đó? Đi pha. Và tiếp theo chỗ mũi giáo nè, bả ngồi bán đồ cho học sinh đó. Cô thấy anh Vũ có hay ra đây không cô? Không, không biết ổng luôn. Dạ. Không biết luôn. Này, không biết này luôn. Ở đây mần ở xa. Dạ, dạ. Ở xa luôn hay là... cho thông tin cưng được, biết bao nhiêu đó là chị đó như đó không? Dạ. 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 Biết ổng làm gì ở đây ông hiền, vậy dạ. Thì biết đi làm rồi với ổng nhậu thôi, có biết ghiền rượu rồi vậy thì đâu, chứ dạ. Chị không có hiểu nữa, không biết. Dạ, dạ. Thôi em cảm ơn chị nhé. Dạ. Ổng hỏi theo cơ thấy về là cho mua quần mua áo cho ổng hang để lo cho ổng, tại vì ổng được bà ổng đi mặn mà ổng có tiền á, ý như vậy đó nha. Gần đúng rồi đó, ba cô bà con cũng như bả thì cháu ổng thì cháu bà cứ ông thứ sáu, cô bà cháu bà thứ bảy, nên ngày nào sao về chắc lo cho bà thường hiệp ổng. Cô theo cô thấy sau này về mà các đồng mạng nó với mạnh thường quân là thương ổng, ừ cô giúp ổng, theo cô thấy nhiều chỗ vậy đó nghe, thương ổng vậy chứ gì. Tại tao nó quay tôi tới chết ổng ơi, với cô chính cô cũng được, mà điều mấy gái cũng cho, mà đứa nào cũng nghèo. Dạ. Chứ không may ấy mà nói chung gái cô cũng lo cho khổ dữ lắm. Bây giờ thì con nghe biết thông tin chính xác thì chú ở trong đó chú cần gì, dù con thiếu thốn cái gì. Ở thương ổng á, bởi vậy. Dạ. Thì giờ ai có biết đâu trọng là sao, sợ biết sợ để lâu ổng chết đâu, tội nghiệp ổng. Bởi vậy là tụi con muốn thu thập nhiều cái ý kiến để tạo nên cái sức mạnh đó con. Cho ổng không có ở đây, nói chung ai cũng thương ổng vậy đó. Không có